Đầu tiên, trận đấu vô cùng quan trọng là đá với Indonesia và cách xây dựng đội hình của ông Shin Tae-jang cũng na ná một chút gì đó của U20 Hàn Quốc. Bởi vì ông Shin Tae-jang thì thích là 4-2-3-1 này, 4-3-3 này, đôi khi là 4-5-1. Thì cái cách vận hành của bóng đá Hàn Quốc, nói gì thì nói ông Shin Tae-jang là người đã từng làm đội tuyển quốc gia Hàn Quốc này, cũng từng làm trợ lý U20 Hàn Quốc này. Nó vẫn bóng đá Hàn Quốc luôn luôn bao nhiêu năm nay nó vẫn có tính kế thừa như vậy. Và cái cách vận hành của ông Shin Tae-jang và Indonesia nó cũng có một phần nào đó tương đối giống với cầu thủ U20 Hàn Quốc. Và tôi nghĩ rằng đây là bài để cho thầy Park làm sao để giúp chúng ta đã quen với Indonesia, bởi vì cái lứa mà cầu thủ đá SEA Games của Indonesia là những cầu thủ mà đội tuyển quốc gia của chúng ta đá ở Singapore vừa rồi, chúng ta vẫn chưa vượt qua được họ đâu. Đấy là một điều mà tôi thực sự rất là đắn đo. Và thầy Park cũng có ý khi mà mời cầu thủ U20 Hàn Quốc, liên đoàn Việt Nam cũng có ý cả ở trong đấy. Và một phân tích rất hay, không phải của anh Đức. Chúng ta cũng bất ngờ với cái phân tích của Thế Dũng, đúng không ạ?